đã viết: trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Ngày nay, khi xã hội ngày càng phát triển, trẻ em lại càng cần được chăm sóc, yêu thương, dành tặng những điều tốt đẹp nhất. Đặc biệt là trẻ em khuyết tật, những trẻ còn chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống. Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai do Hội chữ thập đỏ huyện quản lý, hiện đang chăm sóc 49 cháu tàn tật, câm điếc, mắc bệnh đau, ảnh hưởng chất độc màu da cam và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Để trợ giúp cho các cháu có điều kiện tốt hơn trong cuộc sống, nhóm thiện nguyện Cơm Nhà Thiện Tâm và các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình tặng quà cho các em tại Trung tâm Cứu trợ Trẻ Em Tàn Tật huyện. Các thành phần của các cháu thì cũng rất là nhiều, rất là đa dạng. Bởi vì một số cháu là thuộc là bị đau, số cháu là bị não phát triển, số cháu thì bị xương thủy tinh. Còn một số thì như các bác đấy, tức là nó phát triển không đồng đều, rất là đa dạng các cái thành phần. Tại chương trình, những phần quà gồm bánh kẹo, sữa và tiền mặt trị giá 400.000 đồng đã được trao tận tay tới 49 bạn khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ý nghĩa hơn, chương trình còn có sự đồng hành của các em học sinh trường trung học cơ sở Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Những đứa trẻ may mắn, lành lặn đã đưa tay ra, trao hơi ấm cho các số phận kém may mắn hơn mình. Thông qua chương trình, cũng góp phần lan tỏa cho các em học sinh về truyền thống tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách của dân tộc, biết chia sẻ, yêu thương lẫn nhau. Tôi rất phấn khởi một khi mà quay vào Hội chữ thập đỏ của thành phố Hà Nội cũng như Hội chữ thập đỏ của huyện Thanh Oai cũng như các nhà tài trợ đã quan tâm đến các cháu và đã trao cho các cháu những món quà. Tuy nhiên là nó cũng vừa mang tính chất vật chất và mang tính chất quấy động viên tinh thần của cho các cháu và của cho các gia đình. Cũng mong là thông qua hoạt động này thì nhiều hơn các nhà hảo tâm và nhiều hơn các mạnh thường quân biết đến trung tâm còn khó khăn và có rất là nhiều mảnh đời cần giúp đỡ để các cháu được tiếp nhận nhiều hơn hỗ trợ từ xã hội. Chương trình là hoạt động có nhiều ý nghĩa, nhân văn của Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Oai cùng nhóm thiện nguyện Cơm Nhà Thiện Tâm nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho trẻ khuyết tật, góp phần động viên, lan tỏa yêu thương, tiếp thêm nghị lực, khát vọng cho các em tiếp tục nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị, hưởng ứng